ủ sứ y khở. Bài 51 tương với phần tiếp theo của bài 15 quyền 1. Đầu tiên là từ toàn, cả, trong từ cả nhà, toàn gia đình. Chuyến Chuyến Cả nhà, âm hắn về là toàn gia. Chuyến gia Chuyến gia Toàn quốc Chuyến quốc 全国，cả lớp，全班，全班，học sinh cả lớp，bạn học cả lớp，全班同学，全班同学，toàn trường，全校，全校。